Ok, chào tất cả các chị nha, chào tất cả mọi người. Chào mừng các chị đến với Queen Fashion buổi livestream trưa ngày hôm nay nha các chị ơi. Hôm nay áo em đang mặc trên người với giá 49k xả kho đấy ạ. Còn 9 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất nhá. Ok, chị nào bây giờ nhìn thấy cơ em rồi thì cho em xin một dấu chấm được không ạ? Để em biết rằng là các chị đã nhìn em rồi nha. Ok, các chị ơi thật nhanh chóng đi. Còn 9 chiếc cuối cùng em đang dựng đằng sau đấy ạ. 9 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất các chị nhá. Chị nào nhanh chân nhất thì sẽ được sở hữu đấy ạ. Ok, chị Trương Lan này, chị Hoàng Phương này, chị Liên Hoàng Kim này, ok, chị Bùi Thảo này, chị Huyền Vương này, ok, chào tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, các chị vào đây rồi, bắt đầu comment 49k trên nào. Comment 49k đi ạ. Áo này gồm có hai màu các chị nhá. Gồm có cả màu đỏ và màu đen trắng nha. Màu đỏ đi ạ. Có hai màu cho chị lựa chọn luôn này, màu trắng và màu đỏ nhá. Đây ạ, màu đỏ đây chất quá là dày dặn luôn các chị ơi, chất siêu dày dặn luôn này. Màu đỏ, màu trắng nha, với giá 49.000 cho 9 chị nào mà nhanh chân nhất đấy ạ. Cho 9 chị nào nhanh chân nhất, ok đây là màu đỏ chị nha, màu đỏ đấy ạ. Ok, nào các chị ơi hãy nhanh tay lên đây nào. Nhanh tay lên có hai màu cho các chị lựa chọn nhất, 9 chị nào nhanh nhất và làm đầy đủ thao tác bên em thì chắc chắn là sẽ được sở hữu một em áo dạ này nha. Ok, bằng cách là comment 49k kèm theo màu cho em này. Bên cạnh đó là chia sẻ cái livestream này cho em nha. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần này và chia sẻ cho các hội chợ các chị nhá. Chia sẻ cho các hội chợ 3 lần cho em, tổng cộng là 5 lần thôi ạ. Là các chị đã được sở hữu một em áo dạ quá là xinh xắn thế này rồi các chị ơi. Thật nhanh tay đi nào. 49k thôi các chị nhá, 49k thôi ạ. Hôm nay xả kho còn 9 chiếc cuối cùng để bán cho các chị nhá. Vì thế nên chị nào chưa có được thì hãy thật nhanh tay đi ạ. Ok, chị Nguyễn Thu Hương này, chị Bibi này, chị Minh Khuê Annie này, chị Kiều Trương, chị Kiều Trang này, chị Quách Huế, chị La Linh này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ, comment 49k này, kèm theo màu này, bên cạnh đó là chia sẻ cái livestream cho em đi ạ. Cái áo dạ này quá là xinh xắn luôn các chị ơi, quá là xinh luôn này. Cổ vét cực kỳ trẻ trung nhá, kiểu dáng Hàn Quốc quá là trẻ trung luôn. Có hai màu cho các chị lựa chọn nha, màu đen trắng và màu đỏ ạ. Hai màu cho các chị lựa chọn luôn, vì thế nên các chị hãy nhanh tay nhá, nhanh tay comment đi nào. Ok, chị Nguyễn Thùy Dung em có thể tất cả các chị luôn nha. Hai màu cho các chị lựa chọn này, màu đen trắng và màu đỏ này. Giá 49k các chị nha, 49k cho ngày hôm nay nha. Cho 9 chị nào nhanh tay nhất đấy ạ. Hàng em vẫn đang chờ ở đằng sau đây, 9 chiếc xả kho nha các chị ơi. Giá 49k đấy ạ, ok. Chị Vũ Khánh Hiền, chị Hương Thu, chị Gia Linh này, chị Quách Huế này, chị Hoa Thủy Tiên này, chị Bảo Trần này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy nhanh tay đi nào, nhanh tay comment đi. 49k kèm theo màu cho em và chia sẻ cái livestream mình ạ. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần nhá. Tuyệt đối không để chế độ bạn bè hay chế độ mình tôi đâu ạ, bởi vì em sẽ không nhìn thấy tất cả các chị đâu. Bên cạnh đó là chia sẻ cái livestream này cho em ở trong ba cái nhóm các chị cho tâm sự A3 này, dọn nhà đỡ trần này, các chị tham gia nhóm nào thì chia sẻ 3 lần cho em. Tổng cộng là 5 lần và coi thì quay ra comment 49k thật nhiều kèm theo màu cho em và các chị đã được sở hữu rồi ạ. Chín chị nào nhìn tay nhất lại sẽ được sở hữu một em này nhá các chị nhá. Áo dạ quá là xinh luôn các chị ơi, chất quá là đẹp luôn này, quá đẹp luôn. Kiểu dáng Hàn Quốc cực kỳ trẻ trung luôn các chị ơi. Ok, chị Nguyễn Bích này, chị Duyên Phận này, ok chị Đinh Nguyệt này, chị Mai Ánh Thùy này, chị Loan Loan này, chị Thu Trang này, ok tất cả các chị luôn nha. Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Ok, thật nhanh tay nha. Em bên em đang tìm ra những chị nào được sở hữu rồi ạ, những chị nào được sở hữu em áo dạ này rồi đây. Hay thật nhanh tay đi, chị nào comment rồi mà chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần cho em này. Bật chế độ công khai nha và chia sẻ trên các hội chợ các chị nhá. Chia sẻ trên các hội chợ này 3 lần cho em, tổng cộng là 5 lần thôi. Là các chị đã được sở hữu một em áo dạ quá là xinh xắn như thế này rồi. Ok nào các chị ơi, 30 giây cuối cùng cho chị nào mà chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nha. Và chị nào chưa comment thì quay ra comment thật nhanh tay cho em đi ạ. Trên tay em đang là những chị được sở hữu cái em áo dạ này với giá 49k rồi đây. 49k này, áo quá là trẻ trung luôn. Màu đen trắng và màu đỏ cho chị lựa chọn nhá. Đây là hai màu đấy ạ, giá 49k rồi các chị ơi. 49k cho ngày hôm nay và 9 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất nhá. Comment 49k nhiều nhất và chia sẻ nhiều nhất đấy ạ. Ok, bây giờ em sẽ công bố chị đầu tiên nha. Công bố chị đầu tiên này. Chị đầu tiên là chị Hoàng Phan My nhá. Chị Hoàng Phan My đấy ạ. Chị đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình này rồi các chị ơi, 3 lần đúng rồi luôn này. Bên cạnh đó chị đã chia sẻ rất nhiều nhóm và comment quá nhiều luôn này. Ok, chị nào là chủ sở hữu của Hoàng Phan My thì hãy thật nhanh tay comment cho em là màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ ship nha. Rồi em sẽ gửi cái áo 19k này cho chị luôn. Ok, còn 8 chị tiếp theo ạ. 8 chị tiếp theo đâu rồi? Hãy thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Ok, nào thật nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi nào. Chị nào mà chưa comment thì hãy thật nhanh tay comment nhá. 49k kèm theo màu cho em này. Bên cạnh đó là nhớ chia sẻ cái livestream này nha. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần bật hộ em ở chế độ công khai này và tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay bạn bè các chị nhá, bởi vì là bọn em sẽ không nhìn thấy đâu ạ. Và tiếp theo là chia sẻ trên trang trên các hội chợ chị ơi, 3 lần trên các hội chợ, tổng cộng là 5 lần, quay ra comment 49k thật nhiều. Là các chị đã được sở hữu rồi đấy ạ. Đây áo dạ chồng đằng sau em, lưng em đây. 9 chiếc các chị nhá, 9 chiếc cho chị nào nhanh tay nhất đấy ạ.
Ok nào, nhanh lên thật nhanh các chị ơi, một em áo dạ đã có một chủ sở hữu rồi, còn 8 chiếc còn lại sẽ thuộc về ai đây? 8 chiếc còn lại sẽ thuộc về ai đây? Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ, số lượng có hạn các chị nhá. Nào thật nhanh tay các chị ơi, bên trên tay em đang có kết quả rồi đây này, có kết quả của 8 chị tiếp theo rồi này. Chị nào mà chưa comment thì nhanh tay comment 49k kèm theo màu cho em nha. Ok chị Mai Ly, chị Tây Tây, chị Lương Phương này, chị Bích Dung này, chị Nguyễn Ngọc Vân này, chị Nguyễn Nguyễn Thùy Dung này, chị bé xíu này, ok tất cả các chị luôn. Các chị đang comment cực kỳ nhiều rồi đúng không nhở? Comment nhiều rồi thì đã chia sẻ cho em chưa nhở? Nếu như chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ nha, bởi vì số lượng có hạn thôi đấy ạ. Có 9 chiếc thôi các chị nhá, 9 chiếc thôi. Một chiếc và có một chủ rồi, còn 8 chiếc cho ai đấy ạ? 8 chiếc cho chị nào đây? Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Nhanh nào các chị ơi, nhanh đi. Ok các chị ơi, nhanh lên đi ạ. Thật nhanh tay nào các chị ơi, thật nhanh tay. Chưa comment thì quay ra comment 49k thật nhiều nha. Và nếu như chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần các chị nhá. 2 lần thôi. Ở chế độ công khai cho em này và chia sẻ trong các hội chợ đấy các chị ơi, chia sẻ trong các hội chợ tổng cộng là 3 lần. Và kết thúc lại 2 lần thì chỉ có 5 lần chia sẻ thôi, kèm theo đó là comment 49k cho em. Như thế là các chị đã được sở hữu một em áo dạ này rồi đấy ạ. Ok, thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào, thật nhanh tay đi ạ. Ok, lên đến khoảng bao nhiêu người ra? 1.800 người đi, em sẽ công bố chị tiếp theo nha. 1.800 người em sẽ công bố chị tiếp theo. Ok, 20 giây cuối 30 giây cuối cùng cho chị nào chưa comment thì hãy nhanh tay nào. Thật nhanh tay đi nào. Ok, thật nhanh tay nha, nhanh tay đi ạ. Thật nhanh tay nào các chị ơi, thật nhanh tay đi, trên tay em đang là kết quả những chị tiếp theo rồi. Chị nào chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ nha, chưa chia sẻ hãy thật nhanh tay chia sẻ. Mà nếu như mà chưa comment, quay ra comment 49k thật nhiều kèm theo màu cho em nhá. Ok, nhanh tay các chị ơi, 49k thôi cho 9 chiếc các chị nhá. 9 chiếc xả kho cuối cùng đấy ạ, xả kho cuối cùng còn 9 chiếc áo dạ thôi. Màu đỏ và màu đen trắng nha các chị ơi, đỏ và đen trắng này. Đây nha các chị ơi, đỏ và đen trắng nha. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ, nhanh tay sở hữu cho em nào. Nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Chị nào chưa comment thì hãy nhanh tay comment đi, và chị nào chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần, em nói lại này. Trên trang cá nhân của mình 2 lần kèm chế độ công khai cho em nhá. Tuyệt đối không để chế độ bạn bè, chế độ mình tôi các chị nhá, bởi vì là bọn em sẽ nhìn không thấy đâu ạ. Bên em sẽ có cái hệ thống kiểm tra tất cả những lượt chia sẻ của chị nhá. Kèm theo đó những lượt comment nữa, vì thế chị nào chưa chia sẻ hay chưa comment thì thật nhanh tay nhá. Ok, chị quà tặng Long Thúy này, chị Thủy Tây này, chị Trung Ngân này, ok, chị anh Trần Dũng này, ok tất cả các chị luôn. Chị Mai Nguyễn này, ok tất cả các chị ạ. Thật nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Nhanh tay đi, em đang chuẩn bị công bố kết quả rồi, hãy thật nhanh tay, chị nào chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ đi. Và nếu như chưa comment thì nhanh tay comment nhá. Ok nào, thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Em thấy rất nhiều chị đã không chia sẻ ở trong nhóm cho em kìa. Rất nhiều chị luôn nhá. Nào các chị ơi chia sẻ đầy đủ đi, chỉ có 5 lần chia sẻ, bấm 5 lần nút chia sẻ là các chị đã được sở hữu rồi mà. Bên cạnh đó quay ra comment 49k cho em nữa, là các chị đã được sở hữu một em áo dạ cực kỳ sang chảnh, cực kỳ xinh xắn, dáng Hàn Quốc vô cùng trẻ trung như thế này rồi. Nào nhanh tay lên các chị ơi, nhanh tay lên đi ạ. Nhanh tay lên nào. Nhiều chị nào chưa comment thì nhanh tay comment 49k kèm theo màu cho em nha. 49k màu trắng này hoặc 49k màu đỏ nha các chị nhá. Bên cạnh đó là nhớ chia sẻ cái livestream này cho em nha, đặc biệt nhớ chia sẻ đi ạ. Một áo đã có chủ rồi thì 8 người còn lại sẽ là ai đây ạ? 8 người còn lại sẽ là ai đây? Ok, nhanh thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay nào. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ thật nhanh nhá. Chưa chia sẻ thật nhanh mà chị nào chưa comment thì hãy comment thật nhiều đi ạ. 49k kèm theo màu cho em là các chị đã được sở hữu một em áo dạ quá là xinh xắn thế này rồi. Trời này mà mặc áo dạ là quá là hợp lý đúng không các chị? Bên trong một vài body và một đôi bốt kèm theo đó là một chiếc áo dạ thì quá là xinh luôn rồi, quá xuất sắc luôn. Nào hãy thật nhanh tay đi các chị ơi, em đang công bố những chị, bên em đang tìm ra những chị tiếp theo rồi, 8 chị còn lại rồi đây. Nhanh tay các chị nhá, nhanh tay đi ạ, nhanh tay thật nhanh tay nào. Nhanh tay nào. Ok. Chị Kim Thoa này, chị Ánh Hồng này, váy đỏ bên trong chị mặc có bán không? Chị Ánh Hồng ơi, lát em sẽ bán váy đỏ bên trong nha chị nha. Trang Nguyễn này, Huỳnh Lan Lan này, ok chị, tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi nào, thật nhanh tay. Ok, em sẽ công bố chị tiếp theo nha. Em sẽ công bố chị tiếp theo, chị tiếp theo trên tay em này. Chị tiếp theo là chị Thu Hoài này. Chị Thu Hoài chị nhá. Chị đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rồi này, và chia sẻ đủ thao tác luôn, chia sẻ rất nhiều, em nói 3 lần thôi nhưng chị chia sẻ rất là nhiều lần ở nhóm rồi. Và chị nào, chị comment cũng rất là nhiều luôn. Chị nào là chủ sở hữu của cái Facebook này thì nhanh tay comment màu cho em và số điện thoại đi ạ. Địa chỉ ship nữa nha, em sẽ gửi tặng các chị cái áo này luôn với giá 49k. Ok các chị khác ơi, nhanh tay tiếp tục đi ạ, nhanh tay tiếp tục đi. Còn khoảng mấy cái nữa nhỉ?
9 cái thì còn khoảng 7 cái nữa cho chị làm nhanh tay nhá. Ok ạ. Nào chị ơi, bây giờ lên đến khoảng bao nhiêu nhở? Bây giờ đang bao nhiêu người xem rồi đây? Lên đến khoảng 2.500 nhá. 2.500 người em sẽ lại công bố những chị tiếp theo nha. Còn bây giờ em quay sang bán hàng một chút nhá. Giới thiệu cho các chị mẫu mã hôm nay em cũng sale lần này. Nào 2.500 người là các chị lại nhắc em để em công bố những chị còn lại nha. Ok ạ. Ok. Sẽ còn 7 chiếc cho chị nào nữa nha, 7 chiếc cho các chị nữa nha, nên các chị cứ yên tâm đi ạ. Quay ra chia sẻ cho em thật nhiều nha. Bây giờ thì không cần phải comment 49k nữa. Âm thầm chia sẻ thôi, còn đến 2.500 người em sẽ công bố những chị còn lại luôn nha. Ok nào các chị ơi, váy em đang có 9 người này, hôm nay cũng sale cho các chị luôn này. 220.000 một set các chị nhá. 220.000 một set gồm có 4 màu cho chị lựa chọn này. Màu xám này, màu đen này và màu sữa nha. 4 màu cho chị lựa chọn luôn này. Chị nào mà chưa được hiện sở hữu cái set hit hot này bên Queen Fashion thì thật nhanh tay đi ạ. Thật nhanh tay đi. Số lượng còn ít nữa các chị nhá. Hàng free size dưới 58kg các chị mặc tốt nha. Các chị comment cho là set 02 kèm theo màu các chị yêu thích. Bên cạnh đó số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn nha. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ, thật nhanh tay đi. Ok. Rồi. Nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Thật nhanh tay đi nào, chị nào thích cái set 02 này comment set 02 cho em đi nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship nha. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Set 02 nha các chị ơi, set 02, hàng free size dưới 58kg các chị mặc tốt nha. Ok ạ. Cho em xin giá chị Thanh Thủy ơi. Một set này có giá là 220.000 nha. Giá gốc là 280.000 nhưng hôm nay em cũng xả kho cho chị luôn. Còn 220.000 thôi ạ. 220.000 thôi. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi, thật nhanh tay đi nào. Comment set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship đi. Đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng luôn nha. Ok ạ. Áo này bao nhiêu ạ? Chị Anna Nguyễn ơi, cái váy em đang mặc có giá là cái set em đang mặc có giá là 220.000 một set nha. Mặc cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Áo này mặc lên không hề lộ bụng một chút nào nhá. Váy body thì quá là tôn dáng luôn rồi. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship nha. Ok, set này đi, bên em đi đến không biết là bao nhiêu đơn rồi, mấy nghìn đơn rồi luôn. Bây giờ số lượng còn ít thôi, bán cho các chị với giá cực kỳ rẻ, 220.000 nhá. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ. Màu xám này, màu đen này, màu sữa này và màu đỏ các chị nha. 220.000 cho một set luôn này. Quá là xinh luôn các chị ơi, quá là xinh luôn, 220.000 nha. Giá gốc là 280.000 đấy ạ, 280.000. Nhưng hôm nay sale còn 220.000 nữa các chị nhá. Ok ạ. Nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi nào. Nhanh tay đi nào, nhanh tay đi ạ. Ok. Chị Minh Trâm này, chị Mon Trang này, ok tất cả các chị luôn nha. Set em đang mặc có giá là 220.000 các chị ơi, 220.000 thôi ạ. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship cho em nha. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn đấy ạ. Set này mặc quá là xinh luôn này. Ở trên là áo len và dưới là chân váy body các chị nhá. Máy váy này mặc cực kỳ tôn dáng ôm dáng luôn. Váy áo len này, set len này bên lên len co giãn các chị nhá. Không phải là len thường hay không phải là chất vải thun đâu ạ. Vì thế chị nào chưa được sở hữu cái set hit hot này bên Queen Fashion thì hãy thật nhanh tay nha. Comment cho em là set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, bên cạnh đó số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng luôn nha. Ok, bao nhiêu vậy? Chị Trang Hồ ơi, 280.000 sale hôm nay xả kho còn 220.000 một set thôi nhá. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay đi ạ. Hàng free size dưới 58kg là các chị mặc tốt rồi nha. Dưới 58kg các chị mặc tốt rồi. Nào chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay quay comment cho em nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Ok, các chị ơi, các chị dừng comment 49k lại cho em nha. Dừng comment lại đi ạ. Và bây giờ âm thầm chia sẻ đi. Đến lúc nào khi nào lên người em sẽ công bố lại nốt 6 chị còn lại các chị nhá. Nào, bây giờ quay ra comment trên là set 02 để sở hữu nó luôn đi ạ. Bởi vì nó quá là xinh xắn rồi. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship cho em nha. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Ok.
43 kg có vừa không ạ? À? Chị ơi, 43 kg chị quá xinh luôn rồi chị nhá. 43 kg chị mặc cực kỳ xinh rồi. Hàng này bên em free size dưới 58 kg, các chị mặc tốt nha. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay đi ạ, bởi vì hôm nay lại còn sale nữa. Và sale nốt ngày hôm nay cho các chị nhá. Hôm nay em xả kho đến đây sale ngày hôm nay thôi nha. Mấy ngày mai và ngày kia sẽ về giá gốc là 280 một set đấy các chị ạ. À. Chị nào chưa mua hàng thì hãy nhanh tay sở hữu nhá. Chị Hoàng Ái Phương ơi, lát em sẽ inbox cho chị nha. Ok các chị ạ. À. Chị Mimi ơi, thêm em địa chỉ nào chị Vi Thoại, em chốt đơn hàng chị luôn nha. Ok, các chị nào mà chưa mua sở hữu set này thì anh nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship cho em nào. Gồm có 4 màu cho chị lựa chọn luôn nha. Màu đỏ, màu xám này, màu đen và màu sữa các chị nhá. 4 gam màu đơn giản để phục vụ cho các chị và chị nào có thể mặc được đấy ạ. Gần Tết nhất đến nơi rồi, vì thế các chị nhanh tay sở hữu đi, bởi vì gần Tết là cửa hàng nào cũng thế, hàng sẽ không về nữa đâu các chị nhá. Nhanh tay sở hữu vào thời gian này là quá là hợp lý rồi đấy ạ. Ok các chị luôn này, chị Hương Nguyễn ok em chốt đơn nha. Hàng đẹp lắm chị nhận được rồi, em cảm ơn chị Lan Lam nha. Em cảm ơn feedback của chị và em mong chị sẽ luôn ủng hộ Fimation nhá. Ok tất cả các chị luôn ạ. Set giới nào không mình qua lấy chị BB ơi, đây là set giới chị nhá. Ở trên là áo len và ở dưới là chân váy body, đây là một set giới các chị nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu thì anh nhanh tay sở hữu đi ạ. Nếu chị nào ở xa lại yên tâm đầy đủ thông tin cho em là mã, màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng là em sẽ gửi tận tay cho các chị luôn nha. Ok ạ. Lấy hai bộ free ship không chị ơi? Không free ship nha, bên em đã sale còn có 220.000 một bộ rồi là không free ship nha. Ship nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh thu thêm các chị 10k nữa thôi là 30k thôi ạ. Vì thế chị nào chưa sở hữu hãy thật nhanh tay sở hữu nhá, số lượng còn có hạn thôi nha. Ok ạ. Phí ship bao nhiêu ạ? À? Phí ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k này, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Ok chị Thủy Thỏ ơi, thêm cho em địa chỉ và số điện thoại là chị ơi, địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Ok chị Nghĩa Vũ em chốt đơn hàng rồi. Chị Nguyễn Thảo ơi thêm em địa chỉ nào các chị ơi, cho xem màu với ok các chị luôn. Gồm có 4 màu cho chị lựa chọn này, em đang mặc trên người là màu đỏ đô nha. Còn có cả màu xám này, màu đen này và màu sữa nhá. 4 màu cho chị lựa chọn luôn ạ, 4 màu luôn, 4 màu cực kỳ xinh luôn, cực kỳ mịn da cho các chị này. 220.000 một set các chị nhá, giá gốc là 280.000. Nhưng hôm nay em xả kho còn 220.000 một set thôi. Vì thế chị nào chưa được mua thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship đầy đủ cho em là em sẽ gửi hàng tận tay cho các chị luôn nhá. Các chị cứ yên tâm mua hàng đi ạ. Ok. Áo đang mặc còn không ạ? À? Chị Đặng Thúy Trang ơi, đây là một set các chị nhá, bên em không bán áo rời nha. Một set chỉ có 220.000 thôi, tính ra là quá rẻ rồi đúng không ạ? Vì thế nên các chị hãy sở hữu nó đi, bởi vì nó là một bộ nó đi liền với nhau các chị ơi. Áo bướm này và chân váy bướm nha các chị nhá. Comment cho em là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt lại luôn nha. Ok các chị luôn ạ. Chị Kiều Nga ok, chốt đơn chị Kiều Nga rồi nha. Bộ em mặc còn không à chị ơi? Bộ em mặc vẫn còn nhưng số lượng còn ít thôi các chị nhá. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay đi ạ. Gần Tết hàng không về được đâu các chị ơi. Các chị hãy thật nhanh tay sở hữu nó đi, bởi vì nó quá là xuất sắc luôn rồi. Chân váy body các chị nhá, kèm tên là trên là áo đấy ạ, quá là xinh xắn luôn. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nha. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt luôn. Váy body cực kỳ xinh xắn các chị nhá. Áo hay len lại không hề lộ bụng một chút nào, là quá một set quá là tuyệt vời đúng không? Ok, màu xám cho các chị lựa chọn này, màu đen này, màu sữa và màu đỏ các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nha. Các chị thích lấy màu nào các chị lấy luôn đi nào. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Ok. Chị Huyền ơi, em mặc như thế nào ở trên livestream như thế nào thì các chị yên tâm là khi các chị nhận ngoài thì nó cũng sẽ y hệt như thế nhá. Thậm chí là còn đẹp hơn các chị ạ. Chị nào mà mua hàng bên Fimation thì chắc là biết quá rõ về chất lượng bên em rồi. Còn chị nào mà chưa mua bao giờ thì hãy thử một lần đi ạ. Em đảm bảo là các chị lần sau mua các chị sẽ nghiện luôn. Em bên em bán hàng loại 1 các chị nhá, không bán hàng chất rẻ đâu ạ. Ok ạ. Váy canh mặc bao nhiêu? Váy canh mặc có giá là 240 các chị nhá, 240 ạ. Ok, chị Hồng Anh Nguyễn em chốt đơn rồi này. Chị Vân Anh Đình em chốt đơn rồi này. Chị Bùi Luyến đầy đủ thông tin cho em nhá nhở. Chị ơi Bùi Luyến ơi, thêm cho em địa chỉ nào. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn hàng các chị ơi. Đầy đủ thông tin. Mình lấy cái màu đỏ chị Đặng Thùy Trang ơi. Chị comment cho em là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn cho các chị luôn nha. Thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay comment nào. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Chị nào chưa được sở hữu thì thật nhanh tay đi ạ, bởi vì số lượng có hạn nhá. Hôm nay em xả kho thì mới có giá là 220.000 một set, còn giá gốc của nó là 280.000 các chị ạ. Về khi mà nhận hàng 100% là các chị sẽ được nhận hàng và kiểm tra trước khi thanh toán nha. Nếu chất xấu các chị có thể trả lại em thoải mái, không vấn đề gì đâu ạ. Ok, áo bao nhiêu so và áo này có giá 220.000 một set nha. 220.000 một set gồm một chân váy và một áo len ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì anh nhanh tay sở hữu nó đi nào. Đúng rồi, chị Nguyễn Thu Huệ nhá.
nha, 220.000 một set các chị ơi, quá là rẻ luôn đấy ạ. Xả kho đây là còn 220.000 một áo len và một chân váy các chị nhá. Hàng free size dưới 58kg các chị mặc tốt này. Các chị cứ comment chiều cao và cho cân nặng ra đi ạ. Chị nào mặc vừa sẽ bảo mặc vừa và không vừa sẽ bảo không vừa nha. Ok ạ. Ok chị Mimi em chốt đơn rồi nha. Bộ chị đang mặc được chị ơi, chị lấy bộ em đang mặc chị comment cho là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng luôn nha. Chị Huyền Châu ok, em chốt đơn chị Huyền Châu rồi này. Ok, lấy màu đen à, chị Nam Anh ơi, chị lấy màu đen chị comment cho là set 02 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng của chị đi ạ. Ok nha. Đúng rồi, 220.000 một set các chị nhá, quá là rẻ luôn đúng không ạ? Một set nha, một áo len và một chân váy body một set các chị nhá, 220.000 thôi ạ. Cực kỳ rẻ luôn nhá. Các chị nào chưa được sở hữu hay thật nhanh tay 1m44 40kg vừa không chị Thủy Thỏ ơi, chị mặc quá xinh luôn chị ơi. Cực kỳ xinh rồi nha, nên chị yên tâm đặt hàng đi ạ. Set 02 kèm màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Chị Thùy Vân nào, chị đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho chị nha. Chị Yến Nguyễn ok em chốt đơn hàng luôn, chị đâu rồi sẽ buông thêm em địa chỉ đi chị ơi. Bên em không shopee các chị nhá. Chị Nguyễn Dung 1m30 38kg chị sẽ vừa chị ơi. Bộ này cực kỳ dễ mặc luôn ý, cực kỳ dễ mặc luôn. Một áo len và một chân váy body có giá là 220.000, quá là rẻ luôn các chị ơi. Hàng loại 1 nha, chất len luôn ạ. Chất len nó không dày quá nhưng mà nó cực kỳ đẹp các chị nhá. Khi nhận hàng các chị nếu như mà cảm thấy chất xấu thì có thể trả lại em luôn, không vấn đề gì cả. Ok, chị Bích Dung ơi thêm em địa chỉ các chị ơi. Thêm em địa chỉ, chị Đặng Thúy Trang ơi thêm em địa chỉ nào. 50kg vừa không chị Huyền Như ơi, chị vừa xinh chị nhá. Hàng free size bọn em dưới 58kg là các chị mặc cực kỳ tốt rồi. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay sở hữu comment cho em đi. Comment nào set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt luôn nha. Ok chị Phan Thùy Dung em chốt đơn rồi này. 62kg vừa không chị ơi, chị 62kg mà chị cao 1m6 là chị vừa chị nha. Ok ạ, chị 55kg ok không, chị Hùng Linh ơi, chị mặc quá xinh luôn rồi, chị yên tâm nhá. Bên em dưới 58kg cả các chị mặc cực kỳ xinh rồi nên các chị cứ yên tâm mua hàng đi ạ, yên tâm mua hàng nha. Ok, điện thoại của chị ok, chị Hiền Lương nhá. Chị Hiền Lương chị Thủy Thỏ em chốt đơn rồi này. 56kg ok chị Thủy Thỏ, chị 56kg chị yên tâm, chị mặc tốt luôn rồi ạ. Chị Hồng Vân em chốt đơn hàng luôn rồi, chị Cẩm Vân em chốt đơn hàng nha. Chị Xuân Nguyễn ok em chốt đơn hàng chị luôn này. Chị Hùng Linh ơi thêm cho em địa chỉ đi ạ. 42kg chị vừa xin chị tài tình nhá. Chị comment cho em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Ok ạ, chị Linh Phạm em chốt đơn rồi. Ok các chị nhá, size S nhé. Chị Thủy Thỏ ấy, chị yên tâm là chị sẽ vừa bên em hàng free size chị nhá. Dưới 58kg là các chị mặc cực kỳ xinh, cực kỳ tốt rồi. Chị nào mà chưa mua thì nhanh tay sở hữu nó đi ạ. Bởi vì quá là rẻ luôn, xả kho còn có 220.000 thôi nha. Giá gốc là 280.000 đấy ạ. Vì thế chị nào chưa được sở hữu hãy nhanh tay comment cho em là set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, bên cạnh đó số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng luôn cho các chị nha. Ok, 71kg chị mặc chật rồi chị gà trẻ nhá. Chị Phùng Trường ok em chốt đơn hàng các chị luôn. Đúng rồi, set như em đang mặc có giá 220.000 chị Lan Rô nha. Chị comment cho em là set 02 kèm theo màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt luôn. Ok chị Hà Lê ơi thêm em địa chỉ nào. Ok ạ, chị Mai Thúy Hậu mình nhận được hàng rồi, cảm ơn. Dạ vâng, không có gì chị nhá, phục vụ bọn chị là nhiệm vụ bọn em. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ. Comment set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng các chị nha. Ok ạ. Chị Bùi Thảo ấy thêm em địa chỉ nào. Chị Phương Phạm em chốt đơn rồi nha. Chị Linh Phạm chị lấy màu đỏ, chị comment cho em là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha chị ơi. Ok các chị ạ. Chị Phạm Thanh Nguyệt à, ok chị Phạm Thanh Nguyệt nha. Em chốt đơn chị Phạm Thanh Nguyệt, chị yên tâm chị mà 42kg chị vừa sinh luôn rồi ạ. Ok các chị nha. Nam Anh ok, em thấy chị Nam Anh rồi, Nam Anh rồi nhá. Em chốt đơn hàng chị em Nam Anh rồi ạ. Ok, thật nhanh tay đến các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. 220.000 một set này là quá rẻ luôn rồi. Quá là rẻ luôn, giá gốc là tận 280 đấy các chị ạ. Hôm nay bọn em xả kho nên mình có giá là 220.000 nha chị ơi. Mấy hôm nữa là sẽ về giá cũ là 280.000 đấy ạ. Vì thế nên mình hãy thật sở hữu nhanh tay nào. Comment cho em là set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, chị Ngô Tuyết Nhung mình nhận hàng rồi, rất là ok ok, cảm ơn chị nha. Cảm ơn các chị đã luôn ủng hộ Queen Mason ạ. Các em mong là các chị sẽ luôn ủng hộ và theo dõi Queen Mason nhá. Ok các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Set 02 kèm màu, số điện thoại địa chỉ ship cho em. Ok chị Hoàng Khanh em chốt đơn luôn này. 56kg 1m6 có vừa không, chị yên tâm là chị mặc quá xinh chị nhá. Một người quá xinh rồi, comment cho em là set 02 kèm theo màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok chị Bùi Thảo chốt đơn hàng luôn nha. Ok ạ, 53kg vừa không chị Đinh Thị Phương Hoa, chị yên tâm là chị vừa nhá. Hàng free size bọn em dưới 58kg là các chị mặc cực tốt rồi nha. Chị nào chưa mua thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ, bởi vì số lượng quá hạn nhá. 58kg mặc được không, chị Xuân Nguyễn ơi chị mặc được chị nha. 58kg chị mặc được. Chị comment cho em đầy đủ thông tin đi ạ. Set 02 kèm màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi. Chị Hoàng Khanh ơi thêm em địa chỉ, chị Hoàng Khanh ơi. Chị Lê Hà em chốt đơn rồi nha, chị Hà Lê chốt đơn rồi nha.
Ok, à, anh mua cho vợ anh 62 kg, 62 kg vợ anh trên mét 6 là vợ anh sẽ vừa nhá. Ok ạ. Cho váy gần xem chất đi à? Ok chị nha, em sẽ cho chị xem cái chân váy luôn. Chân váy nha các chị ơi, chân váy này, chất đây nha các chị nha, chất này. Các chị nhìn rõ không ạ? Chất nha. Co giãn thoải mái luôn. Trên tay em như thế nào, em mặc như thế nào chị, các chị yên tâm nhận hàng các chị sẽ như thế. Ok chị Chuyên Đinh, em chốt đơn hàng luôn. Chị Diệu Lan ơi, thêm em địa chỉ để các chị ơi đầy đủ thông tin cho em để em mình đỡ phải nhắc đi nhắc lại nhiều và phải đỡ phải comment nhiều nhá. Set 02 kèm theo màu và địa số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Đầy đủ bốn thông tin hộ em đi ạ. À. Ok các chị, 1m758 kg mặc được không chị Liên Nguyễn ơi, người chị như người mẫu rồi nên chị yên tâm mua hàng nha. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. À. Đầy đủ thông tin em chốt luôn này. 45 kg, 1m55 vừa không, quá xinh luôn chị ơi, quá xinh luôn rồi. Comment cho em nhanh tay mua hàng, comment đi ạ, à, comment đi. Ok các chị nha. Mẫu này bao nhiêu thể shop chị Út Phạm ơi, mẫu này là 220.000 một set các chị nhá, một set là 220.000 nha. Ở trên là áo len dẹn len là dưới chân váy body đấy ạ. À. Cực kỳ xinh luôn, cực kỳ tôn giá mà không hề lộ bụng các chị nhá. Chị nào mà chưa mua hàng thì thật nhanh tay đi bởi vì đây là set hit hot nhất bên Queen Fashion luôn và đã đi bán được rất nhiều đơn rồi các chị nhá, mấy nghìn đơn rồi luôn ạ. À. Số lượng có hạn đấy các chị ơi. 1m56 47 kg vừa xinh luôn chị nhá, vừa xinh luôn. Gồm có 4 màu cho chị lựa chọn nha. Em sẽ sâu lại màu này, em đang mặc trên người là màu đỏ đô này, màu xám đấy các chị ơi, màu đen này và màu sữa nha, bốn màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. À. Chị nào muốn sớm thì hãy nhận thật nhanh tay đi, nhanh tay đi ạ. À, bởi vì hôm nay sẽ được giảm giá các chị nhá, giảm giá đến tận 60.000 liền luôn đấy ạ. À. 280 còn 220.000 một set nha, một set chứ không phải một áo đâu ạ. À. Áo ở trên và chân váy body ở dưới các chị nhá. Ok ạ. À. Chị Thoa Bùi em chốt đơn luôn rồi này, cho chị cho mình màu đỏ. Chị Thanh Hiền ơi, comment cho là set 02 đỏ, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi chị ơi. Ok chị Huyền Như em chốt đơn luôn rồi này. Ok, à, chị Diệu Lan Su em chốt đơn cho chị rồi này. Chị nào mà chưa được sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu đi ạ. À. Thật nhanh tay đi nào. Comment cho em là set 02 nha. Em nhắc cái thao tác mua hàng cực kỳ nhiều rồi đấy ạ. À. Luôn miệng đây, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Đầy đủ thông tin em chốt luôn, chị Thanh Loan em chốt đơn này. Chị Tây Trinh ơi thêm em địa chỉ cho chị đi chị ơi. Chị Đặng Thùy Trang em chốt đơn cho chị rồi ạ. À. À, chị Min Lan Ly ơi thêm em địa chỉ, chị Trang Trang thêm em địa chỉ đi ạ. À. Chị Tâm Anh Nguyễn em chốt đơn 59 kg, 1m6 vừa không chị ơi, chị vừa chị nhá, chị các chị vừa yên tâm đi ạ. À. Chị nào mà mua cái bộ này thì comment cho em đầy đủ thông tin này, em nhắc lại nha. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, bên cạnh đó số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok ạ. À. Chị Phương Đào Thu em chốt đơn rồi, 60 cân vừa không em. Chị Hoàng Bảo Ngọc ơi, chị 60 cân mà chị trên mét 6 thì chị yên tâm chị sẽ vừa nhá. Ok ạ. À. Bán ở đâu ạ? À? Trung Giang em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Chị nào ở xa thì cứ yên tâm là em sẽ ship được tận tay cho các chị tận giường luôn. Ok, 56 kg, 1m50 vừa không? Chị Kiều Sang ơi, chị có vừa nha. Ok ạ, à, chị Vân Vũ ơi, thêm em địa chỉ các chị ơi. Chị Thanh Hiền 52 kg, quá xinh luôn rồi. À, mặc được chị nhá. Ok ạ. À. Chị Diên Vĩnh Nhỏ em chốt đơn, chị Nguyễn Trang, Nguyễn Thị Kim Trang em chốt đơn rồi. Ok, chị nào mà chưa được mua hàng thì có size S không chị Sạc Vi ơi. Cái này là bọn em là hàng free size nha, dưới 58 kg là các chị mặc cực kỳ tốt rồi. Các chị yên tâm mua hàng nhá, dưới 58 kg em đảm là bảo là các chị mặc xinh luôn ạ. À. Mặc cực kỳ xinh luôn. Chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu nó đi ạ. À. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng cho em nha. 60 kg, 1m6 vừa không chị ơi, 1m6 thì chị vừa chị nhá, 1m6 là vừa ạ. À. 54 kg, 1m54, 51 kg Hà Thủy Bùi chị yên tâm là chị sẽ vừa nha, các chị yên tâm là các chị sẽ vừa. Ok, set 02 màu đỏ chị Thu Phan ơi, thêm em địa chỉ đi chị ơi. 43 kg vừa không chị Phạm Lệ Xuân, chị quá xinh chị nhá, yên tâm là mặc quá xinh luôn ạ. À. Set này mặc cực kỳ dễ dễ mặc luôn này, chân váy body cực kỳ tôn giá, bên cạnh đó là một áo len các chị ơi, áo len bên trên mặc quá là xinh luôn, một bộ của nó nhá, 220.000 quá là rẻ luôn. Chị Thu Nguyễn ơi thêm em địa chỉ đi chị ơi, chị Thắm Trinh thêm em địa chỉ đi chị ơi. Ok tất cả các chị nha. Chị Ngọc Hòa ok, chị 41 kg, 1m55 chị vừa chị nhá. Chị Nguyễn Thị Liêm ơi thêm em địa chỉ đi chị ơi, không có set 02 50k đâu chị nhá. Chị Thanh Hiền ok em chốt đơn luôn rồi ạ. Chị Nguyễn Huyền ok em chốt đơn chị rồi luôn này. Miễn ship hả chị? Chị Vân Vũ ơi bên em không miễn ship nhá. Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Đã giảm giá cho chị đến 60.000 bộ rồi thì làm sao mà không lấy ship được chứ đúng không? Phải lấy ship chứ. Miễn ship không chị Đức Huy và em không miễn ship nha. Nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Ok các chị đầy đủ thông tin em chốt luôn này. 1m50 45 kg vừa không chị Nguyễn Hoài ơi, chị yên tâm là chị vừa xinh nha. Chị Bích Dung ok, chị Bích Dung. Chị Bích Dung lấy cái gì nhỉ? Đợi em xem chị Bích Dung nào.
Ok chị Bích Dung, em chốt đơn hàng chị luôn nha. Chị Trang Trang, ok em chốt đơn hàng chị Trang Trang nhá. 57 kg vừa không chị Châu Nguyễn ơi? 57 kg chị có vừa chị ơi? Có vừa chị nhá. Hàng free size dưới 58 kg là các chị mặc cực kỳ xinh rồi. Comment cho em là set 02 kèm theo màu, đổ số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt luôn này. Đúng rồi, có 220k thôi chị Quỳnh Nga nhá. Chị hãy tag bạn chị vào và sở hữu ngay đi ạ. Vì số lượng có hạn hôm nay em xả kho nên số lượng có hạn đó các chị nhá. Comment nào set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Gồm có 4 màu luôn này. Màu sữa này, màu đen này, màu xám với chị nhá. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Chị nào lấy màu nào thì comment thì nhanh tay nhá, bởi vì số lượng còn có hạn thôi ạ. Ok mặc màu xám em với. Ok chị ơi, lát em sẽ mặc màu xám nha. Bao giờ có hàng à? Chị ơi, nội thành Hà Nội trong ngày chị có hàng luôn, còn ngoại thành và tỉnh thì khoảng 2 3 hôm chị nhá. Chị Định Nguyên ok em cho đơn hàng chị luôn. Chị Huyền Như, em cho đơn hàng chị Huyền Như rồi nhá. Em có màu khác chị nhá, có màu sữa này, màu đen này, màu xám và màu đỏ nhé chị ơi, 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. Các chị thích lấy màu nào được. Ok chị Sobon này, có bị sổ lông hay phai màu không bạn? Chị Diễn Sĩ Nhỏ ơi, nếu mà chị về chị xem mà nếu mà nó bị sổ lông hay là nó bị phai màu thì các chị có thể trả lại em nha. Bên em tự tin về chất lượng luôn ạ, tự tin về chất lượng và giá cả luôn các chị nhá. Ok chị Giang Phùng, em cho đơn hàng luôn. Chị Dã Tràng ơi, thêm em địa chỉ đi chị Dã Tràng ơi. Ok, bộ em mặc là len các chị nhá. Không có màu vàng nha chị ơi, có màu sữa, màu đen, màu xám và màu đỏ thôi ạ. Ok, chị Giang Phùng em cho đơn rồi này. Màu xám bao nhiêu em ạ? À? Chị ơi, màu xám cũng 240.000 luôn. Y hệt như thế này nhá các chị nhá, khác mỗi màu thôi, y hệt luôn nha. Lát anh sẽ thử cho màu xám cho các chị xem nhá. Comment luôn đi nào, set 02 kèm theo số điện màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, set này còn không màu xanh rêu chị ơi, không có màu xanh rêu chị nhá. Một bộ em mặc bao nhiêu chị Thúy Lam ơi? Một bộ em đang mặc có giá là 220.000 nha chị ơi. Một set luôn nha chứ không phải là áo đâu ạ. Một set luôn, chân váy body và áo chị nhá. Đây là một set rời nha. Một set rời quá là xinh xắn luôn rồi. Ok, chất vải len đẹp ok, chuẩn luôn là quá đẹp rồi chị ơi, quá đẹp luôn rồi. Chị Châu Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Thêm em địa chỉ chị Hoan Phạm em cho đơn nha. Đúng rồi chị Thanh Hiền nhá, 220.000 một set các chị nhá. Lưu ý là một set của em nhá, chứ không phải là các chị mua mỗi áo đâu ạ. Một set luôn, một váy à, một áo và một chân váy body các chị nhá, quá là rẻ luôn rồi. Một set quá là rẻ luôn các chị ơi. 280 sale 220.000 trong ngày hôm nay các chị nhá, xả kho. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay đi ạ. Ok. Ok tí em sẽ thử màu xám nha. Đúng rồi chị Thanh Hiền ơi, chị ở Thanh Hóa là 30.000 tiền ship chuẩn luôn, 250 tổng cộng chị nhá. Chị Vô Tâm ơi, bao nhiêu ạ? 220.000 một set, một áo và một chân váy nha các chị ơi. Quá là xinh luôn, chất đẹp luôn. Đến mà khi mà nhận hàng các chị thấy chất xấu các chị có thể trả lại em leo luôn nha. Ok ạ. Trần Ngân, ok Trần Ngân em chị ơi thêm em địa chỉ đi chị ơi. Ok, mặc xám rất nhiều chị yêu cầu màu xám nha, sẽ mặc màu xám luôn nha. Các chị bên cạnh đó comment cho em là set 02 kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok, chị Hoàng Khánh em chốt đơn các chị rồi nha. Có màu gì nữa à? Chị Lê Ly Lê có màu xám, màu sữa và màu đỏ đô chị nha, màu đen nữa ạ. Có liền không ạ? Chị Chiến Hà, đây là set rời chị nhá. Set rời chứ không phải là set liền đâu ạ. Chị nào mà lấy hàng thì nhanh tay sở hữu đi các chị ơi, bởi vì hôm nay xả kho nên có giá 220k thôi nha. Ok, chị Thúy Lam mới lấy bộ màu đen, comment cho em là set 02 đen, gồm set 02 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Linda ơi, đúng rồi nhá chị nhá, 220.000 một set chị nhá, chứ không phải là một chiếc áo đâu ạ, quá rẻ cho một set luôn. Ok, đúng rồi các chị ơi, phải tag bạn bè mình vào đi để cùng mua hàng sale đúng không? Gái chị gái xứ Quảng em chốt đơn nha, chị Hoàng Khanh em chốt đơn, chị Nhật Nguyễn em chốt đơn nha. Ok, em đang mặc màu ghi đấy các chị ơi. Chị Nguyễn Hoài thêm địa chỉ cho em đi ạ. Ok, chị Trang Đặng nha. Chị Trần Phương Thúy ơi, thêm em địa chỉ nào. Ok, chị ơi, đây là màu xám các chị nhá. Màu xám em đang mặc trên người rất nhiều. Chị yêu cầu em mặc màu xám nên đang mặc màu xám đây. Đây là màu xám trắng các chị nhá. Ok, Loan Phạm chốt chưa? Ok, chị Bích Dung em chốt đơn chị nhá. 46kg, 1m50 mình mặc bộ này. Chị Hiền Nguyễn ơi, chị yên tâm là chị mặc bộ này được nhá chị nhá. Yên tâm vừa sinh luôn rồi, comment set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt luôn. Chị Châu Nguyễn ok chị nha. Này giá bao nhiêu ạ? Một set này là 220.000 đó chị nhá, gồm một áo len một chân váy nha. 220.000 một set thôi, quá là xinh luôn rồi các chị ơi. Chị nào chưa lấy hàng thì comment thật nhanh tay cho em là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt luôn nhá. Ok, chị Nguyễn Hoài này em chốt đơn này. Em cảm ơn chị Thanh Hiền nha. Em nghĩ là chị còn mặc bé hơn em nhiều. Ok, 52kg vừa luôn chị Kim Tuyến nhá. Chị Tây Trinh em chốt đơn cho chị Tây Trinh rồi nha.
Ok này, chị màu đen nha, chị Huy Nguyễn ơi, chị lấy màu đen chị comment cho em là set không hai đen kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. À, gồm 4 màu chứ chị lựa chọn này, màu đỏ đôi em vừa mặc rồi này, màu sữa nha, màu đen này và màu xám với chị nhá, 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. À, chị nào mà được chưa được sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu comment này, set không hai kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Ok chị Đinh My Đặng Thị ơi, thêm địa chỉ cho em, chị Trần Phương Thủy em chốt đơn rồi nha, đẹp quá, đúng rồi đẹp lắm đi, mặc bộ này cực kỳ xinh luôn ý, comment cho em nào, set 02 kèm theo màu, số điện thoại để chị nhận hàng nhá. Chị 47 ký chị vừa nhá, chị Thùy Lam nhá, có những màu gì à, chị Thùy Linh Trần ơi, có 4 màu này, màu xám, màu đỏ này, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi đang mặc trên người màu xám đấy ạ. Ok, chị Linda, ông em chốt đơn rồi, chị Nguyễn Thị Liêm em chốt đơn rồi. Chị Hồng Lạc có chị đầy đủ thông tin là chị yên tâm em chốt đơn nhá. Em 48 kg các chị ạ. À, 42 ký vừa không chị Trúc Thanh ơi, chị yên tâm chị vừa xinh luôn. Ok, chị Nho Phương ơi, màu đen ấy chị nhá. Màu đen đấy ạ. À, đây là màu đen nha, mặc quá kỳ quá cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Màu xám và đây là màu đen nha, quá là xinh luôn ý ạ. Ok các chị này 44 kg 1m50 vừa xinh nhá, chị Hoàng Bảo Ngọc thêm em địa chỉ nào. Hải Long ok em chốt đơn này. Mua hai bộ miễn ship không chị ơi? Chị mua hai bộ này chị được giảm giá đến tận 120.000 rồi đấy chị ạ. À, bên em không free ship nhá. Nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Ok ạ. Em bán chị Huyền Vũ thì em ở 70 Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Chị nào mà ở gần đây thì có thể qua trực tiếp shop em mua hàng cũng được, cũng như là chọn cho mình những mẫu áo cực kỳ ưng ý nhá. Ok ạ, à, màu ghi em đang mặc đây chị Trịnh Thị Vân Anh ơi, đây là màu ghi đây chị ơi, màu ghi em đang mặc trên người rồi. Ok. 52 kg, 1m5 vừa không em gái chị Hà Dương ơi, chị vừa xinh chị nhá. Đỗ Kim Thoa ok, em chốt đơn hàng chị Đỗ Kim Thoa rồi. 51 kg vừa luôn chị ơi, vừa luôn ạ. À, chị Bưởi Trần Thị Hằng ok, em chốt chị Trần Thị Hằng nha. Màu ghi chị ơi, em đang mặc là màu ghi sáng ấy chị ơi, màu xám đấy chị ạ. À, đây là màu xám nha, màu ghi đấy ạ. À, đây màu đen đây nha các chị ơi, màu đen đây, màu đen nha, lát em sẽ thử màu đen tiếp cho các chị xem. Em đang mặc màu xám, em vừa thử màu xám để mặc à, màu xám lên một chút bán hàng cho các chị đã nha, lát em sẽ thử màu đen nha. Ok, màu sữa chị Trần Hương ơi, màu sữa đây ạ. Màu sữa này cũng cực kỳ nịnh da các chị ạ, màu sữa này cũng cực kỳ xinh luôn. Comment cho em là set 02 kèm theo màu, chị yêu thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là yên tâm em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. 1m65 48 kg vừa không, 1m45 68 kg vừa xinh luôn chị nhá, chị yên tâm vừa xinh luôn ạ. À, 60 kg vừa không chị Thuận Huỳnh ơi, chị trên 1m6 chị vừa nha, chị Nga Nga thêm em địa chỉ nào. Chị Vân Vũ đầy đủ thông tin cho em chưa nhỉ? Ok chị Vân Vũ em chốt đơn rồi nha. Các chị có đầy đủ thông tin em chốt đơn là shop ở chỗ nào Hà Nội em qua. Em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha các chị ơi. Chị nào gần đây thì có thể cứ qua mua hàng trực tiếp cũng được ạ. À, chị Nguyễn Lý ơi, comment cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy các chị ơi. Cả màu nữa nhá, đầy đủ cho em thông tin này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok chị Chuyên Đinh em chốt đơn chị rồi. Chị Hoa mẫu đơn em chốt đơn chị rồi. 46 kg vừa không chị ơi, 46 kg chị vừa xinh chị nhá. Yên tâm là vừa xinh luôn ạ. À, chị nào mà chưa mua hàng chưa sở hữu set này thì comment là nhanh tay cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng anh chị nhá. Đầy đủ thông tin cho em đi ạ. À, ok. Ok chị Tình Thạ Thúy nhá, tí em sẽ gọi lại cho chị nha. Ok các chị ạ, à, chị Vũ Thị Kim Hương em chốt đơn hàng chị rồi nha. Chị Nga Nga ok em chốt đơn chị Nga Nga luôn rồi. 52 kg vừa xinh luôn chị nhá, bao nhiêu ký mặc vừa, dưới 58 kg là các chị mặc cực kỳ tốt rồi. Chị nào chưa được sở hữu thì thật nhanh tay đi ạ, à, đang giảm giá có 220.000 thôi. Chưa được mua thì hãy nhanh tay nhá, bởi vì vài hôm nữa nó sẽ về giá gốc, hôm nay xả kho thì có giá 220.000 nữa nha các chị ơi. Ok ạ, à, chị Dã Tràng thêm em địa chỉ cho chị ơi. Tuyết Nguyễn Thành Tuyên thêm em địa chỉ nào các chị. Ok, Dã Tràng em chốt đơn rồi này. Huế à, Huế là khoảng 2 đến 3 ngày, chị cho em địa chỉ cụ thể hơn nhá. Chị Bùi Ngọc Huyền em chốt đơn rồi này. Ok các chị nhá. Có ship chị nhá. Vân Khanh ok chốt đơn, Kim Tuyến ok chốt đơn, 40 kg chị vừa sinh luôn nha. Chị Hà Dương em chốt đơn này. Đúng rồi các chị phải tăng bạn bè mình vào đi mua cùng luôn này. Cực kỳ giảm giá cho 220.000 một set rồi đấy ạ. À, áo len bên trên và chân váy body bên dưới, mặc cực kỳ sang trọng, cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Quá là xinh cho một cái set này luôn. Chân váy body cực kỳ tôn dáng, áo mặc hề không hề lộ bụng một chút nào nha. Ok, 45 kg, 1m53 vừa không chị Thủy Nguyễn ơi, chị vừa xinh nhá. Ok, lát em sẽ mặc màu đen cho các chị xem này. 58 kg, 1m53 vừa luôn nhé chị ơi. 45 kg, 1m53 cũng vừa xinh luôn. Chốt cho chị chưa chị Hà Bùi Thùy à? Ok, em chốt đơn chị Hà Bùi Thùy nha. 60 kg, chị 1m6 chị vừa, chị Minh Nguyễn nhá.
Ok ạ, cho mình đổi sang màu này được không chị Nguyễn Hoài ơi? Các chị cứ đổi hàng thoải mái đi ạ. Đổi hàng thoải mái, chị lấy màu gì đổi thoải mái đi, yên tâm nha. Bên em cực kỳ dễ tính luôn, cứ đổi màu thoải mái. Ok ạ. Hàng thì khoảng ở nội thành Hà Nội ấy, trong ngày các chị có luôn, còn ngoại thành và tỉnh là cái khoảng 2 3 ngày các chị có nhá. Ok ạ. Hay. Hai hai à? Có chị nhá, có chị nha, có chị Dạ Tràng nhá. Chị Dung Hoàng ơi, thêm em địa chỉ nào. Ok, thêm em địa chỉ đi ạ. 51 kg, 1m55 mặc được không? Chị Su Su em, chị mặc xinh nhá. Chị yên tâm là các chị mặc vừa ạ. Các chị mặc vừa thì em sẽ bảo mặc vừa, mà không vừa sẽ bảo không vừa nhá. Nên các chị yên tâm mua hàng đặt hàng đi ạ, chất lượng không phải bàn cãi nữa rồi. Ok, chị Diệu Quỳnh, ok em chốt đơn nha. Ở đâu đấy à? Chị Xuân Nguyễn đã chốt đơn, shop em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha các chị ơi. Ok, chị nào mua hàng bên Queen thì chắc quá rõ rồi, chất lượng bên em rồi. Ship về Thanh Hóa bao nhiêu chị ơi? Ship Thanh Hóa 30k chị nhá. Nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Ok, chốt đơn cho em đi chị Duy Khoang. Ok, chốt đơn chị Duy Khoang rồi nha. Ok, tất cả các chị ạ. Gửi hàng em chưa chị ạ? Chị Cu Boy, để tí em check lại chị nhá. Chị Nguyễn Lý em chốt đơn rồi luôn này. Ok, tất cả các chị 58 kg vừa xinh luôn nha. Chị yên tâm vậy ạ, 58 kg chị vừa xinh. Chị nào chưa được sở hữu cái set này thì nhanh tay comment này. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích. Số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Gồm có 4 màu cho chị lựa chọn này. Màu đỏ này, màu sữa này, màu đen nha. 4 màu cho chị lựa chọn luôn. Chị nào mới chưa được sở hữu chạy thật nhanh tay sở hữu nha. Bởi vì set này nó quá là xinh luôn, cực kỳ xinh luôn này. Ok. Chị Thủy Thị Phạm, ok em chốt đơn chị nha. À chị Thủy Thị Phạm ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Ok, bây giờ em thử sang màu đen nha. Rất nhiều chị váy mặc màu đen, bây giờ em sẽ thử sang màu đen đây. Các chị cứ comment set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn cho các chị nha, nên các chị yên tâm đi ạ. Chị Diệu Quỳnh em chốt đơn rồi này. Có đồ nam không? À em không có đồ nam nha. Ship Hà Nam có về tận nhà không? Chị Trần Hương ơi có chị nhá. Comment cho em là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 220.000 một set cho các chị ơi. Mình nhận được rồi, đẹp lắm chị Nhung Linda. Em cảm ơn chị Nhung Linda nha. Cảm ơn feedback của chị và em mong rằng là các chị sẽ luôn ủng hộ Queen Fashion nha. Ok các chị ạ. Ok chị Vân Khanh ơi, chị đổi thoải mái chị nhá. Đổi màu thoải mái ạ. Có màu trắng không em? Chị Hiền Phạm ơi, không có màu trắng chị nhá. Có màu sữa chứ không có màu trắng nha. Chị Nga Hoàng em chốt đơn chị Nga Hoàng rồi ạ. Đầy đủ thông tin cho em thì bao nhiêu một bộ ạ? Chị ơi 220.000 một bộ nha. Chị Hà Nguyệt Nga, chị lấy bộ giống em đang mặc, chị comment cho em là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Chị Tâm Nana em chốt đơn hàng chị Tâm Nana nha. Chị Thủy Phạm Thị ơi, chị cao mét bao nhiêu? Chị dưới 58 kg là chị yên tâm chị vừa chị nhá. Chị yên tâm là chị sẽ vừa nếu chị dưới 58 kg nha. Ship về Hà Nam 30k, chị đúng rồi chị Trần Hương nhá. Giá này chị Nguyễn Hiền ơi, một set này là 220.000 nha. Một set luôn, một áo len và một chân váy body đi ạ. 220.000 một set nha. Áo xám, đây là màu xám màu ghi này em vừa mặc này. Bây giờ em đang mặc màu đen cho các chị xem đây. Vừa nãy các chị bán em thử màu đen rồi em mặc màu đen rồi đây. Chị cao mét đang 349 kg vừa không? Chị vừa nhá. Chị Xuân Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ đi. Chị 47 kg, chị quá xinh rồi. Chị Sơn Nụ Ca em cho đơn này. Ok. À, màu đen ok, chị lấy màu đen comment cho em là set 02 đen kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Hồng Thảo em chốt đơn nha. Sơn Đủ Cao ok, em chốt đơn rồi. Về Thái Bình bao giờ có chị An Bảo em chốt đơn nha. Chị Vân Huỳnh em địa chỉ đi, về Thái Bình khoảng 2 3 ngày chị nhá. Phí ship là 30k nha. Các chị đầy đủ thông tin là yên tâm em sẽ chốt đơn hàng luôn. Ok, áo bao nhiêu vậy chị Tính Dung nhà may ơi. Đây là một set chị nhá, chị em không bán áo rời đâu. 220.000 một set cho ngày hôm nay nha. Chị Diệp Chi ơi, lát em sẽ inbox cho chị nhá. Chị Vân Anh chị chốt màu đen, chị comment cho em là set 02 đen, số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Ok, em thấy đơn hàng chị rồi. Chị Hải Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ đi chị ơi. Các chị đầy đủ thông tin cho em đi nào. Đầy đủ thông tin để mình comment một lần và để đặt hàng luôn nhá. Tránh comment đi, comment lại nhiều lần rất mất thời gian các chị nhá. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Gồm có 3 màu cho các 4 màu cho các chị lựa chọn này. Em đang mặc trên người màu đen này, màu đỏ đô này, màu sữa này và màu xám nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu nhá. Dạ không chị Văn Hà nha. Chị Hồ Ngọc Nguyễn Ngọc Hà thêm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chị Văn Huỳnh thêm em màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Ship về Băng Nha giờ thì được à, bao giờ thì được à chị Vân ơi? 2 đến 3 ngày ship về Bắc Giang chị sẽ nhận được nhá. Ship tỉnh khoảng 2 đến 3 ngày ạ.
Mình ở ngoại thành Hà Nội bao nhiêu? Chị Thương Trần ơi, ngoại thành Hà Nội 30k luôn nha. Chị Hương Nguyễn Thị ơi, địa chỉ ship cho em đi ạ. Cho chị màu đen xét 02, chị Bảo An ơi, thêm em địa chỉ đi chị ơi. Văn Khanh, thêm em địa chỉ cho nhỏ. Ok, em chốt Văn Khanh rồi nha. Cho chị thêm một màu đen nữa đi em, chị Huyền Như ơi. Ok, em cho đơn thêm chị màu đen, chị comment cho là xét 02 đen nữa đi ạ. Ok này. Chị Hà Nguyệt ơi, chị 48kg, chị yên tâm là chị vừa sinh nha, yên tâm là vừa sinh luôn ạ. Chị Xuân Nguyễn, ok, cho đơn chị Xuân Nguyễn này. Ok chị nha, chị Quang rồi. Chị Tuyết Béo, địa chỉ bên em là 70 Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha chị nha. Hải Nguyễn, ok, cho đơn này. Chị Thương Trần ơi, chị lấy màu đen, chị comment cho là set 02 đen, kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng đi ạ. Các chị nhớ comment đầy đủ cho em để em đỡ phải tránh mất nhiều thời gian các nhá. Comment một lần là mình sẽ được nhận hàng ngay nha các chị. Một lần để chốt đơn hàng luôn này. Em nhắc lại lần nữa này, set 02 kèm theo màu các chị yêu thích. Tiếp theo là địa chỉ nhận hàng và số điện thoại nha. Đầy đủ 4 thông tin cho em các chị nhá, để tránh mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần rất mất thời gian ạ. 60kg là mặc chị mét 6 chị vừa nha, 58kg chị mặc xinh luôn. Chị Dung Hoàng ơi, thêm em chốt đơn hàng chị Dung Hoàng nha. Ok chị Chi Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ đi chị Chi Nguyễn ơi, em vừa nhắc xong rồi. Ok. Chị Tâm Lana ơi, chị thêm cho em địa chỉ và số điện thoại đi chị ơi. Ok chị Bảo An, em chốt đơn hàng chị Bảo An nha. Ok chị nào chưa được sở hữu thì anh nhanh tay sở hữu đi nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Mà áo là gì nhở? Chị ơi, set 02 các chị nhá. Đây là set 02 nha. Set 02, 220.000 một set, một áo len và một chân váy body nha các chị ơi. Một chân váy len và một áo một chân váy body, một áo len nha. Quá là xinh luôn, chất len vô cùng dày dặn luôn. Nhận hàng mà các chị thấy chất xấu thì các chị có thể trả lại em thoải mái luôn ạ. Ok, chị Lâm Tùng Lâm ơi, không nha, đây set rồi chị nhá, set mặc bao nhiêu? 220.000 nha các chị ơi, 220.000 một set này, một áo len, một chân váy body, đây là rời các chị nhá, áo len không hề lộ bụng đâu, chị nào có bụng yên tâm nha. Lại còn lại body nữa thì quá là ok rồi đúng không? Minh Đức Trần, ok, cho đơn Minh Đức Trần rồi nha. 1m56, 58kg vừa không? Chị vừa nhá. Chị Hương Nguyễn Thị Hương, em cho đơn hàng rồi, chị Nguyễn Hải, em cho đơn hàng, chị Huệ Hoàng, chị yên tâm chị vừa nhá. 45kg, 1m50 vừa không? Chị Thanh Hiền ơi, chị có vừa chị nha. Vicky Lưu, thêm cho em địa chỉ đầy đủ cụ thể chưa ạ? Nghĩa Vũ, thêm em địa chỉ nào. Các chị ơi, đầy đủ thông tin hộ em đi ạ. Chị Huỳnh Hiểu Minh ơi, đây là body chị nhá. Váy body đấy ạ, váy body và áo các chị nhá. Đây là một set luôn và có 220.000 một set thôi. Quá là rẻ luôn đúng không các chị ơi, quá là rẻ luôn. Ok chị... Ok chị Hà Nguyệt Nga nha, em chốt đơn rồi, chị comment lại cho em là set 02 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mình 45kg, 1m50 vừa không? Chị Kim Anh Vũ, chị vừa sinh luôn chị nhá. Chị vừa sinh luôn rồi. Chị nào mà chưa được sở hữu thì anh nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Bao giờ nhận được à? Chị Minh Đức ơi, chị ở đâu nha? Chưa comment đầy đủ cho em địa chỉ thì làm sao em biết chị ở đâu. Chị Huyền Như, ok, chốt đơn chị Huyền Như nha. Chị Dung Dung, em có thấy chị ạ. Chị Sơn Nụ Ca, em chốt đơn rồi nha. Ok, chị Huyền Châu luôn. Chị Huệ Hoàng ơi, thêm em địa chỉ nào các chị ơi. Em nhận được hàng rồi, đẹp quá. Em ơi, chị nhận được hàng rồi, đẹp quá. Em cảm ơn chị Hương Nguyễn nha. Em cảm ơn chị ạ, cảm ơn feedback của chị. Và em mong rằng là chị luôn ủng hộ kênh Fashion bọn em nhá. Ok, tất cả các chị luôn. Chị Hiền Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ là chị Nguyễn Hiền ơi. Chị Nguyễn Hiền, thêm em địa chỉ nào. Có những màu nào em, chị Hoàng Thị Yến ơi, có 4 màu chị nha. Màu đen này, màu xám này, màu sữa này và màu đỏ nha. 4 màu cho chị lựa chọn luôn nha. 4 màu quá là xinh xắn luôn đấy chị ơi. Chị nào mà chưa được lấy thì comment thật nhanh tay này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok chị Thị Trang Chu, em chốt đơn nha. Ok ạ. Cho mình xem màu xám đấy chị ơi, màu xám nha. Thế chị bảo sao đúng không? Vừa nãy em vừa thử màu xám cởi ra xong. Đây là màu xám nha. Đây là màu xám ạ, cực kỳ xinh luôn. Chị Ngọc An Lê, em chốt đơn rồi. Ok, chị Hồ Nguyễn Ngọc Hà, em chốt đơn rồi nha. Chị ơi, bộ sọc là cái bộ nào ấy nhỉ? Bộ sọc khi nào em đang live stream mẫu nào thì các chị vui lòng comment. Và nếu mà mua hàng mẫu này thì comment luôn cho em nhá. Những mẫu khác thì mẫu nào mà em live stream thì các chị để tâm vào mẫu đấy cho em comment. Nếu mà muốn mua hàng comment luôn ạ. Những mẫu đằng sau kia thì
lúc có thời gian thì em sẽ mặc để bán hàng cho các chị tiếp nha. Buổi tối nay chắc chắn là sẽ có mẫu mẫu tiếp theo cho các chị ạ. À, chứ bây giờ chị hỏi là mẫu sọc sọc em chẳng biết là sọc nào, bởi vì đằng sau em có rất nhiều sọc ạ. À, chị V Thỏa, V Tây Thỏa em chốt đơn chị rồi nha. Chị Kim Anh Vũ ok em chốt đơn luôn rồi. Ok các chị luôn nha. Chị link cho. Các chị ơi đầy đủ thông tin cho em này, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 220.000 một set nha. 220.000 một set này các chị ơi. Ở trên là áo len và ở dưới là chân váy body nha. Mặc quá là xinh xắn, quá là tôn giáo luôn nha. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nhá. Ok. Set chị nha, set nha, chị Thu Phương ơi, set nha, S-E-T nha, set nha. Chị Huệ Hoàng ok, em chốt đơn chị Huệ Hoàng nha, 63kg, chị đã trên mét 6 chị vừa nha. Trang Lê Hà Huế ok, em chốt đơn chị rồi này. Chốt cho mình chưa chị Thương Trần ơi, em chốt đơn chị Thương Trần rồi nha. Chị Nguyễn Huyền ok, chị ơi chị chưa thêm địa chỉ cho em thì làm sao em biết chị ở đâu mà em chốt được. Ok, 55kg vừa chị Nga Nguyễn nhá. Các chị ơi em nhắc lại lần cuối này, địa chỉ, cách thức mua hàng này, để comment một lần và để chốt hàng luôn, tránh nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhá và comment nhiều nha. Set 02 kèm theo màu các chị thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha, đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok, chị Xuân Nguyễn chị đổi màu thoải mái nha. Chị Thương Trần ok, chốt đơn chị Thương Trần rồi ạ. Ok, chị Hồng Lạc nha, lát em sẽ gọi điện cho chị sau nhá. Chị Nghĩa Vũ ok, chốt đơn hàng luôn. Chị Ngọc Phương ok, chốt đơn hàng luôn ạ. Hai chị, hai bộ em nhé. Ok, em cảm ơn chị Huyền Như nha, em cảm ơn chị ạ. Ok, đây chị Trương Thảo ơi, đây là chân váy nha chị ơi. Chân váy và áo len nha, chân váy body ở dưới và áo len ở bên trên nha. Mặc quá là xinh luôn các chị ơi, quá là xinh luôn rồi. Ok. Ok, chị Thương Trần, em chốt đơn hàng chị Thương Trần rồi nha. Em chốt cho chị từ lúc nãy rồi ạ. Ok. Muộn màng ơi, thêm cho em địa chỉ đi chị Muộn màng ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Địa chỉ nhận hàng đi nào. Em không có màu rêu nhưng các chị nhá. Ok, chị Giá Tràng em chốt rồi, ship Bắc Giang bao nhiêu ạ? Ship Bắc Giang là 30k các chị ơi. Nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Ok. Ok, chị Dung Hoàng nha, em chốt đơn chị Dung Hoàng rồi ạ. Hàng đẹp chị nhận, hàng đẹp chị đã nhận vào, mặc đẹp lắm. Chị Phương Nam em cảm ơn chị nha, cảm ơn feedback của các chị luôn ạ. Em mong rằng là các chị sẽ luôn ủng hộ kênh Fashion bọn em nhá. Ok tất cả các chị. Ok chị Kim Anh Vũ nha, em chốt đơn hàng cho chị đổi màu, các chị cứ đổi màu thoải mái ạ, yên tâm đổi màu thoải mái đi, cứ comment cho em set 02 kèm theo màu các chị đổi là ok. Ok, giá bao nhiêu chị Hà Dương ơi? Giá là 220.000 các chị nhá. Một set 220.000 là áo đen bên trên và chân váy bên dưới các chị nhá. Hôm nay xả kho này có giá cực kỳ rẻ là 220.000 thôi. Còn từ mai là mấy bạn sẽ về giá gốc là 280 đấy ạ. Vì thế thì chị nào chưa được sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Ok, 55kg vừa không em, chị Trang Lê ơi, chị yên tâm chị vừa nhá. Chị Mỹ Ngọc ok, chị Mỹ Ngọc nha, em chốt đơn hàng rồi ạ. Mẫu này chị lấy rồi đẹp lắm mà. Cho chị xem set kẻ đằng sau chị Hương Nguyễn ơi, set kẻ nào nhở? Cái set 03 này hả chị? Có phải set 03 này không ạ? Ok, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị luôn ủng hộ và theo dõi kênh Fashion ạ. Đây là set 03 chị nhá. Chị lấy set 03, chị comment cho em là set 03 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng luôn đi ạ. Chị Đỗ Thị Nghĩa, chị lấy cái gì mà màu rêu ấy, chị Đỗ Thị Nghĩa? 1m56 48kg. Vừa luôn chị Mỹ Ngọc nha, shop mình ở đâu? Chị Chi Nguyễn em chốt đơn, chị Thủy Vũ em chốt đơn. Ship Shopee không, em không ship Shopee nha. Địa chỉ của em là 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha chị ơi. Ok, 60kg mặc được nhá. Chị Nguyễn Thị Bé, chị 1m6 ấy, chị mặc được nha. Các chị cứ đầy đủ thông tin là các chị yên tâm là các chị sẽ em sẽ chốt đơn hàng, bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động các chị nhá. Cứ đầy đủ thông tin, kể cả không cần em phải đọc trên này thì các chị yên tâm là các chị sẽ có hàng đấy ạ. Thật nhanh tay đi các chị ơi, đặt hàng đi, không phải Tết nhất nó về đến nơi rồi mà sẽ lại không có hàng đâu chị nhá. Ok chị Linda nha, em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Chị Hoàng Thị Hải Yến em chốt đơn hàng chị rồi. Miền Nam nóng còn mặc còn nóng không chị ơi? Không nhá chị nhá. Áo len này nó không quá dày đâu nhưng mà chất cực kỳ đẹp chị ơi, không quá nóng đâu ạ. Yên tâm đi nhá, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Ok chị Trần Hương em chốt đơn hàng rồi. Set 03 là 270 chị Thuần Nông nhá. Ok chị Dũng Hoàng 60kg, chị 1m6 là chị vừa nhá. Ok các chị đầy đủ thông tin cho em là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Em có thấy chị Hồ Quỳnh Hương nhá, Hồ Quỳnh Hương em có thấy chị.
Chị 1m65 mặc ngắn không chị ơi? Chị bằng chiều cao của em rồi, không ngắn chị nhá. Em đang mặc đấy ạ. À, chị Lại, chị Thủy em chốt đơn hàng luôn nha. Ok, cho chị xem mấy màu xếp 03 chị ơi. Xếp 03 gồm có 3 màu đấy ạ. À, màu nhím than này, màu gel này và màu đỏ nha. 3 màu cho chị lựa chọn đi ạ. À, xếp 03 là 270 chị nhá. Bảy đủ thông tin cho em là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Yên tâm là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động, các chị yên tâm đi ạ. À, ok, set 1m45 mà được không? Sao ngôi mai chị ơi, 1m45 chị mặc được set của em nha. Yên tâm là các chị mặc được set của em đấy ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi. Ok, cho chị tím than, chị Hoàng Thị Yến ơi, chị comment cho em là set 03 đi ạ. Set 03 chị nhá, cho phải set 02, set 02 là màu em đang mặc đấy ạ. Chị Thủy Linh ơi, váy em đang mặc là 220.000 một set nha chị ơi. Áo len ở trên và váy body ở dưới. Ok chị Hồng Lạc, em cho đơn rồi nha. Váy ở người em là 220.000 một set nha chị nhá. Ai cho mày một người một set ạ? À, chị V Thị Thỏa ơi, có cả chân váy nha chị ơi, chân váy luôn ạ. Set 03 là có cả chân váy á chị nhá. Ok ạ. Các chị có thể vào livestream của em tối qua nha. Hôm qua là em đã bán set 03 buổi tối hôm qua đấy ạ. Ok chị ok chị Hồng Lạc, em có thấy rồi nha. Set 03 1m55 mặc bị dài không? Chị Nguyễn Bùi ơi, không đâu ạ, chị mặc được chị nhá. Set 03 chị mặc được nha. Dung Hoàng, ok Dung Hoàng, em chốt đơn chị rồi nha. Bộ mẫu đang mặc bao nhiêu chị Nguyễn Huyền Nguyễn ơi? Bộ em đang mặc có giá 220.000 một set các chị nhá. Một áo len ở trên và một chân váy body ở dưới ạ. Quá là xinh xắn luôn rồi. Set này cực kỳ hit hot bên Queen luôn. Chị nào mới chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay nào. Set 02 kèm theo màu, chị yêu thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đầy đủ thông tin em chốt luôn nha. Ok chị đây chị ơi, chân váy của set 03 đây nhỉ. Đây là chân váy set 03 nhá. Màu sữa đây chị ơi, đây là màu sữa nha. Màu sữa đây ạ, màu sữa nha. Chị nào mà lấy thì comment nhanh tay thêm là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng luôn cho các chị này. Ok chị ở đâu thế ạ? À, chị Thùy Linh ơi, thêm em địa chỉ nào. Em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Ok ạ. Em không có màu cam, set này không có màu cam chị nhá. Set 01 bao nhiêu? Set 01 270 chị ơi. Set 03 là hôm qua đang mặc tối qua em livestream ấy chị ơi. Lát chị có thể vào lại Queen Fashion, trang Queen Fashion để chị xem lại nhá. Ok, set 02 em đang mặc chuẩn luôn chị Tính Nguyễn ơi, set 02 là em đang mặc đấy ạ. Chị nào mà lấy cái set 02 đang mặc thì comment cho em này, set 02 kèm theo màu, chị yêu thích số điện thoại và chỉ nhận hàng nhá. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn này, màu xám này, màu sữa này, màu đỏ đô và màu đen nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn, chị nào thích lấy màu nào cũng được, comment thật nhanh tay cho em set 02 kèm theo màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đây chị ơi, đằng sau đây nha. Cực kỳ ôm dáng luôn các chị ơi, đằng sau nha. Cực kỳ tôn dáng ôm dáng luôn, nên các chị cứ yên tâm mua hàng đi ạ. Set em mặc bao nhiêu chị Huế Nguyễn ơi? Set em mặc có giá là 220.000 nha. Áo len ở trên và chân váy body nhá các chị nhá. Được hai thứ 220.000 đấy ạ. Có màu đỏ không chị Thu Hà ơi? Có đổ đô chị nhá. Vicky Liu ok, em cho đơn rồi luôn này. Chị Trần Vân Anh ơi, nếu chị lấy màu sữa chị comment cho em là set 02 sữa nha. Kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha, đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok ạ. Chị Thùy Linh ok, em chốt đơn chị Thùy Linh nha. 02 chị ơi, set 02 chị Thùy Linh ơi, set 02 bọn em không có màu xanh nhá chị nhá. Chị Hoàng Khanh em chốt đơn luôn rồi này. Ok. Nào chị nào mua hàng thì comment đầy đủ thông tin cho em set 02 kèm theo màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Gồm có 4 màu luôn. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn này, màu đen, màu đỏ, màu xám và màu sữa nha các chị nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Ok, set 03 là 270 nha chị ơi. Ok, set 03 270 nha. Bạn ở đâu ạ? Chị Minh Phương Phạm, em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Ok các chị, đúng rồi, mẫu em đang mặc là 220.000 đấy ạ. Một áo len ở trên và một chân váy body ở dưới. Mặc cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, hàng free size dưới 58kg các chị mặc tốt nhá. Yên tâm mua hàng đi ạ. Các chị nhanh tay mua hàng đi, gần Tết rồi hàng sẽ không về đâu các chị ơi. Cửa hàng nào cũng thế, vì thế hãy nhanh tay sở hữu nha. Đang giảm giá thì hãy nhanh tay luôn đi ạ, thật nhanh tay đi. Ok. Chị ơi, cái set này của em không có màu rêu nha chị Nguyễn Oanh nhá. Màu rêu không có đâu ạ. Set 03 60kg có mặc được không? Chị ơi, chị mặc được chị nha.
Mẫu này có size không chị Huyền Nguyễn ơi? Mẫu này của em không có size nha. Hàng free size dưới 58kg là các chị mặc tốt rồi ạ. Dưới 58kg là các chị mặc tốt rồi nên các chị yên tâm mua hàng nhá. Ok. Chị lấy set em đang mặc à? Chị Giác Kinh Nguyễn ơi, chị lấy set em đang mặc, chị comment cho em là set 02 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt luôn nên chị yên tâm nha. Chị Tình Nguyễn ok, chốt đơn cho chị rồi ạ. Mẫu này không có size chị nha, hàng free size. Các chị dưới 58kg là các chị yên tâm là các chị mặc cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nha. Ok ạ, chị xem màu rêu ạ. Chị ơi set này không có màu rêu chị nhá, không có màu rêu cho cái set này đâu ạ. Set này của em là set 02 các chị nhá. Chị nào mà lấy hàng thì nhanh tay mua hàng đi bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Gần Tết hàng sẽ không về đâu các chị nhá. Lại được giảm giá nữa thì hãy thật nhanh tay mua hàng đi nào. Thật nhanh tay đi không là mấy hôm nữa hết hàng rồi các chị. Ok. Chị Tính Nguyễn em chốt đơn chị rồi này. Chị Phương Thu em chốt đơn rồi này. Đúng rồi, set 02 chị nhá. Chị lấy màu gì comment cụ thể ra cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là yên tâm em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok, đúng rồi chị nhá, set này của em là set 02 chị nhá. Set 02 ạ. 45kg vừa không chị Huyền Nguyễn ơi? Chị 45kg chị vừa nhá. Hàng free size bọn em dưới 58kg mặc được. Váy này là co giãn 4 triệu chị nhá, nên chị yên tâm mua hàng đi ạ. Mặc cực kỳ xinh luôn. Chị Dung Phạm ơi, set 03 chị lấy màu xanh comment cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Địa chỉ đó chị ơi. Ok. Đúng rồi chị nhá, 03 dài hơn đi ạ. 03 thì dài hơn cái set này. Set này thì ngắn hơn một chút. Comment cho là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi các chị ơi. Ok. Chị Cam Nhung Trần Thị ơi, chị thêm cho em địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Chị ơi cầm hai bộ là được giảm giá không chị ơi? Chị Vân Khanh ơi, chị lấy hai bộ là chị được giảm giá là 120.000 rồi đấy chị ơi. Giá gốc của em là 280 nhưng hôm nay em xả hàng vào 220.000 thôi nhá. Vì thế nên là chị nào lấy thì hãy comment đi ạ, mua hai bộ là được giảm tận 120.000 luôn rồi đấy. Ok chị Nguyễn Hường em chốt đơn rồi này. Em ơi màu đỏ hay màu đỏ đô vậy? Chị Dã Trang ơi màu đỏ đô chị nhá. Em đã mặc cái màu đỏ đô này ngay từ lúc đầu livestream rồi ạ. Đây là màu đỏ đô nha các chị nhá. Đầy đủ thông tin đi là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok. Nhanh lên các chị ơi, không thì hôm nay là giảm giá đấy các chị nhá. Đây là màu sữa chị nhá, màu sữa đi ạ. Màu sữa quá là xinh luôn đây. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Thật nhanh tay mua hàng đi nào. Ok. Không có sai chị nhá, quà tặng Long Thúy ơi, không có sai nha chị ơi, không có sai đâu ạ. Comment cho em là set 02 kèm theo màu, chị yêu thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi. Hàng free size dưới 58kg là các chị mặc bình cực kỳ tốt rồi nha. Ok ạ. Tiền ship shop trả hay khách trả chị Linda ơi? Tất nhiên là khách trả rồi chị nhá. Tất nhiên là khách trả rồi. Nội thành Hà Nội đồng giá là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Giác Kinh Nguyễn ok, chốt đơn chị Giác Kinh Nguyễn luôn rồi nha. Nào các chị ơi nhanh tay mua hàng đi ạ, nhanh tay mua hàng đi nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi. Đầy đủ thông tin là yên tâm em sẽ chốt đơn hàng cho chị luôn nha. Ship về Nghệ An cho chị Linda ok chị nha. Ship về Nghệ An 30k chị ơi, khoảng 2-3 ngày chị nhận được hàng nha. Chị Thắm Diệu ơi, chị lấy màu sữa comment cho là set 02 sữa, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cụ thể đi ạ. Bao nhiêu một áo thế chị Ruby ơi? Đây là một set chị nhá. Một set em đang mặc là 220.000 nha, một áo và một chân váy nha. Ok chị Hà Thủy Bùi nhá, chị đổi màu thoải mái luôn ạ. Chị Trần Vân Anh ơi, em chốt đơn hàng chị Trần Vân Anh nha. Nam Phong ok, chốt đơn hàng luôn. Nào chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay sở hữu đi nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại chỉ nhận hàng đi các chị ơi. Hôm nay là giảm giá 220.000 thôi nha. Mai ngày kia là sẽ về giá gốc đấy ạ. Mai ngày kia sẽ về giá gốc là 280 chị nhá. Nhanh tay sở hữu đi. Áo em đang mặc có giá là 220.000 một set các chị nhá. Một chân váy và một áo các chị nhá. Ok luôn này. Dạ chị Hà Thủy Bùi không có gì đâu chị ơi. Dung Hoàng giảm giá set 2. Set 02 giảm giá còn 220.000 nhá. Chị Trần Thị Vân Anh ơi, em vừa dơ màu sữa chị xem rồi này. Đây đây màu sữa đây ạ. Màu sữa nha. Set 02 các chị nhá, đây là set 02 ạ, chất len cực
cực kỳ đẹp luôn đấy chị nha. Đến nhận hàng có chất xấu chị trả lại em cũng được, không vấn đề gì. Ok, chị Trần Nhung Nguyễn Thị em chốt đơn rồi. Chị Thuần Nông ơi, thêm em địa chỉ nào. V32 còn váy V32 đen trắng không chị Thu Lê ơi? Còn chị nhá, chị comment địa chỉ và số điện thoại cho em đi ạ. Em có thấy chị Vân Mít ướt nhá. Ok, thấy tất cả các chị luôn. Mua hai bộ ở bao nhiêu tiền vậy? Chị ơi, hai bộ là 440.000 chị nhá. 220.000 một bộ ạ. Chưa kể tiền ship nha các chị ơi, chưa kể tiền ship nha. Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k chị nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu thì anh nhanh tay đi ạ, bởi vì số lượng có hạn thôi nha các chị ơi. Ok. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay comment nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn này. 4 màu này, màu xám này, màu sữa này, màu đỏ đô, màu đen này các chị ơi. 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa sở hữu cái set này thì anh nhanh tay sở hữu đi ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Hot hit bên Queen bọn em luôn đấy ạ. Ok. Set 01 có sale không chị ơi? Set 01 và set 01 sale còn 280.000 chị nhá. V32 đúng rồi chị ơi, V32 là dáng suông đấy ạ. Nào chị nào muốn sở hữu cái này thì nhanh tay comment cho em nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin là em chốt luôn. Đầy đủ thông tin em chốt luôn ạ. Thật nhanh tay các chị nhá, bởi vì hôm nay là sale còn 220.000 thôi. Và hôm nữa là về giá gốc là 280 rồi các chị nhá. Bộ đang mặc bao nhiêu ạ? Bộ em đang mặc có giá là 220.000 chị nha, 220.000 thôi ạ. Chị nào mà chưa mua hàng thì nhanh tay sở hữu mua hàng cho em ạ. Sở hữu để mua đi ạ. Set 02 kèm theo màu, các chị có thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok chị Linda, em chốt đơn hàng rồi. Ok chị Hà Nguyệt Nga nha. Chị Hà Nguyệt Nga đầy đủ thông tin cho em. Ok em chốt đơn chị Hà Nguyệt Nga nha. Váy tổng là 250 đúng không? Chuẩn rồi chị Linda nhá. Đúng rồi ạ. Đúng rồi chị ơi, chị lấy màu đen comment cho là set 02 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Set 02 59kg mặc được không chị Tính Nguyễn ơi? Chị mặc được chị nhá. Set 03 không giảm mà em. Chị ơi, set 03 có giảm 1,270 đấy chị ơi. Nào các chị ơi, nhanh tay mua hàng đi nào, nhanh tay đi ạ. Chị nào mà chưa mua hàng hãy thật nhanh tay nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng luôn nha. Ok chị Linda nhá. Chị Nguyễn Vân đây, chị lấy màu đỏ comment cho em là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin là yên tâm, các chị sẽ có hàng, có set xinh xắn này để mặc luôn. Ok chị Linda nhá. Nào các chị ơi, thật nhanh tay nào. Em chuẩn bị kết thúc live stream rồi, các chị có câu hỏi nào muốn hỏi em thì thật nhanh tay đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn nha. Set này quá là xinh luôn các chị ơi, chân váy body và áo này quá là xinh xắn luôn rồi. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay mua hàng đi ạ. Nhanh tay nào. Chị ơi đây là váy len body chị Nguyễn Hằng nhá. Đây là váy len body, chân váy body cực kỳ xinh xắn luôn, cực kỳ yêu thương luôn này. Giá thì quá là mềm mại luôn, 220.000 một set thôi. Áo len ở trên và chân váy body ở dưới các chị nhá. Đầy đủ thông tin cho là set 02 kèm theo màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chất liệu gì vậy, có co giãn không chị ơi? Co giãn thoải mái, đây là chất liệu len các chị nhá. Len nè, bên em là hàng loại 1 các chị nhá, không phải là hàng thun hay hàng kém chất lượng đâu ạ. Ok chốt cho chị chưa, chị Thẩm Phượng. Chị Thẩm Phượng ok, chốt đơn chị Thẩm Phượng nhá. Chị Minh Châu ok ạ. Đầy đủ thông tin cho em nào các chị ơi, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ là em sẽ chốt luôn này. Nào các chị ơi nhanh tay đi nào, em chuẩn bị kết thúc cái live stream này rồi đây. Vì thế nên là hãy thật nhanh tay mua hàng nhá. Set 02 em nhắc lại này, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đầy đủ thông tin này em chốt luôn. Chị Khiếu Tuyến ơi thêm em địa chỉ này. Bộ em mặc giá bao nhiêu chị Thoa Nguyên ơi? Em mặc là 220.000 một set chị nhá. Một set 220.000 ở trên là áo và dưới là chân váy body đấy ạ. Cực kỳ xinh xắn luôn nha. Nguyễn Thị Bé ok, chị Nguyễn Thị Bé em chốt nhá. Đây là bộ body mà, chân váy body mà các chị ơi.
chân váy body đấy ạ, à. Một áo ở trên và một chân váy ở dưới các chị nha. Các chị nào mà mua hàng đầy đủ thông tin cho em này, set 02 kèm theo màu, số điện thoại để chỉ nhận hàng nha. Chị Anna Chiến ok chốt đơn hàng rồi, 1m47 46kg vừa xinh luôn chị ơi. Ok chị Hà Nguyệt Nga nha, em chốt đơn hàng rồi ạ. Ok chị Nguyễn Uyên nhá, màu đen nhé. Ok chị Khiếu Tuyến nha, comment trên là set 02 đen đi ạ, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi chị ơi, đầy đủ thông tin cho em đi ạ. Nào thật nhanh tay đặt hàng các chị ơi, nhanh tay nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em, đầy đủ thông tin là yên tâm, em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok nha. Nào các chị ơi, em xin kết thúc cái livestream này ở đây nhá. Nếu mà chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay comment để sở hữu nha. Comment dưới cái livestream này cho em. Bên cạnh đó là có thể inbox trực tiếp vào page shop cho em nhá. Em ơi gồm màu gì à chị Thoa Nguyễn ơi? Gồm màu đen này, màu sữa này, màu xám và màu đỏ nha các chị nha. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu nhá. Ok chị Tạ Tràng nha. Chắc chắn 100% các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy các chị ơi. Vì thế nên chị yên tâm ạ. Nếu chất xấu các chị có thể trả lại em thoải mái, ok, bên em tự tin về chất lượng của mình luôn. Mấy ngày nhận được à chị Hà Nguyễn Nga ơi, chị ở Quảng Bình à, 2-3 hôm là chị nhận được nhá. Chị ơi không có màu dâu tây nha chị ơi, không có màu dâu tây đâu ạ. Chị Khiếu Tuyến thêm em địa chỉ nào chị ơi. Em có thấy chị Oanh Phạm nha. Ok chị Hồng Anh lát em sẽ gọi lại cho chị. Chị ơi em đang mặc trên người là mẫu của chị ơi. Mẫu này em đang mặc trên người cho các chị dễ hình dung dáng rồi đấy ạ. Chất lên thì yên tâm luôn nha, xấu các chị trả lại yên tâm luôn đi ạ. Ok, nào em xin kết thúc cái livestream ở đây nha. Em chúc các chị có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả và thật là vui vẻ nhá. Hẹn các chị livestream buổi tối nay ạ. Các chị cứ yên tâm theo dõi, chiều nay bọn em sẽ có một livestream xả hàng chị nhá. Các chị nhờ đón xem để sở hữu cho mình những cái bộ quần áo cực kỳ ưng ý mà giá thì cực kỳ mềm mại nha. Chiều nay bọn em sẽ livestream xả hàng nhá. Ok, em chào tất cả các chị ạ.